Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn chiếc máy đùn xúc xích quay bằng tay dung tích 3 lít do Dũng Doanh cung cấp. Chiếc máy này thì phù hợp dùng cho các cửa hàng hoặc là dùng trong các cơ sở làm xúc xích với nhu cầu vừa và nhỏ. Như trước mắt quý vị các bạn đã thấy, đây chính là hình ảnh của chiếc máy này. Chiếc máy này có cấu tạo bao gồm có hai bộ phận chính. Phần phía dưới này chính là phần ống để đùn xúc xích. Và bên phía ngoài này thì chính là bộ phận giá đỡ của máy. Chúng ta cùng tìm hiểu về cấu tạo của phần ống đùn xúc xích. Ống đùn xúc xích thì bao gồm có một chiếc ống để chứa thịt, chiếc ống tròn này. Và bên trên thì chính là một nắp piston để khi chúng ta cho thịt vào thì chúng ta sẽ ép cái nắp piston này xuống. Và chịu lực ép của piston thì xúc xích sẽ đùn ra ở đầu phía da này. Tại đầu phía da này thì chúng ta có thể sử dụng, chúng ta sẽ lắp các cái ống để đùn xúc xích với các kích cỡ khác nhau. Ở đây thì nó sẽ có 4 đầu ống da xúc xích lần lượt với kích thước to nhỏ khác nhau. Ví dụ như chiếc ống to nhất này thì có đường kính là 4 cm, và chiếc ống nhỏ hơn là đường kính là 3 cm, chiếc ống nhỏ hơn nữa đường kính là 2 cm, và loại ống phổ thông nhất là một đường kính 1,5 cm. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ có thể tùy theo nhu cầu dùng đùn xúc xích kích thước khác nhau mà chúng ta sẽ sử dụng. Chúng ta đưa lắp ống vào tại phần đầu da. Bây giờ thì đây, giả sử như chúng ta muốn lắp cái ống loại này, chúng ta để đùn xúc xích thì chúng ta sẽ lắp vào trong cái vòng này, sau đó chúng ta sẽ bắt vào trong phần đầu da xúc xích ở trên máy. Là chúng ta đã lắp xong phần đầu ra. Khi mà chúng ta muốn dùng thì chúng ta sẽ tháo chiếc cái ống này ra để chúng ta cho thịt vào trong này. Và sau khi cho thịt vào trong này thì chúng ta sẽ sử dụng để ép thịt, thì chúng ta sẽ sử dụng chiếc cần này để chúng ta quay. Khi mà chúng ta quay chiếc cần này theo chiều ngược trên kim đồng hồ thì cái nắp piston sẽ chuyển động lên trên. Và khi chúng ta sử dụng quay theo chiều kim đồng hồ thì nắp piston sẽ ép xuống dưới. Trong quá trình sử dụng để ép xúc xích thì chúng ta sẽ dùng bằng chiếc cần này. Tại vị trí của cái chiếc cần này thì nó sẽ có hai phần. Phần này là phần cần để chúng ta quay xuống để chúng ta ép xúc xích ra. Và một chiếc cần phía trên này thì có tác dụng là khi mà chúng ta đã đùn xong rồi, chúng ta muốn chiếc nắp piston nó chuyển động chạy lên trên nhanh thì chúng ta sẽ dùng chiếc cần này. Thì khi đó chiếc piston sẽ chuyển động nhanh hơn. Còn chiếc cần bên cạnh này thì để chúng ta quay xúc xích xuống từ từ để chúng ta ép xúc xích ra. Toàn bộ chiếc máy này được thiết kế bằng vật liệu inox 304 rất là sạch sẽ và an toàn vệ sinh thực phẩm. Từ các bộ phận như phần phía giá đỡ của máy, các bạn có thể thấy rất là chắc chắn, phù hợp đặt trên các mặt phẳng, khi mà quay thì nó sẽ rất là vững chắc. Các bộ khung của máy thì cũng đều thiết kế bằng inox 304 hoàn toàn, rất là dày dặn và chắc chắn. Ở đây khi chúng ta sử dụng sản phẩm thì chúng ta sẽ được tặng khuyến mãi hai chiếc gioăng ở trên nắp piston, để chúng ta khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ có chiếc gioăng để thay thế trong quá trình sử dụng lâu dài. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo chiếc bầu này ra để cho thịt vào để chúng ta sử dụng thao tác đùn xúc xích. Cái việc tháo bầu này ra cũng rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần nghiêng máy một chút phần bầu này ra và chúng ta có thể là nhấc được ra rồi. Đó, chúng ta nghiêng ra một chút là chúng ta nhấc được chiếc ống đùn xúc xích này.
chiếc ống đùn xúc xích này thì có đường kính thì là 15 cm. Chiều sâu của ống đùn này nó sẽ rơi vào tầm khoảng 20,5 cm. Chiếc ống này thì có dung tích là 3 lít. Thông thường như chúng ta đùn thịt trong ống này thì chúng ta sẽ đùn được tầm khoảng 2,7 đến 2,8 kg thịt. Bây giờ thì chúng ta lại sau khi đã tháo ra xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta lắp vào. Đây là chiếc răng này, khi sử dụng chúng ta có thể thay thế ở phần trên răng này. Cái việc lắp vào rất là đơn giản thôi. Chúng ta cũng đưa nghiêng chiếc ống đùn này vào và sau đó chúng ta cứ thế ấn bên phần phía trên vào thì khớp chốt sẽ giữ chặt cái nắp này vào bên trong. Như vậy rất là đơn giản, thao tác rất là dễ dàng và chúng ta có thể tháo được chiếc bầu này ra, cho chiếc xích vào, hoặc chúng ta sau khi đùn xong thì chúng ta sẽ vệ sinh, chúng ta mang đi rửa. Trên đây là toàn bộ chương trình giới thiệu sản phẩm do Dũng Danh cung cấp. Mọi chi tiết quý vị các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại 0985 322 325 hoặc 0934 439 112. Hoặc quý vị các bạn có thể truy cập vào website dungdanh.com để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm. Xin chào, xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau.